Dạ, hello anh em. Hiện tại tôi đang setup cái góc review mới. Cái góc này thì trông nó hơi rùng chiều một tí. Nha, anh em thông cảm. Phòng chật mà. Dưới nhà thì không có chỗ để mà setup, mình thôi setup đây. Anh em dùng được nha. Cái chỗ để camera nó sát tường quá cho tôi cũng không thể nhìn được cái màn hình camera. Cho nên tôi phải dùng screen mirror để tôi mirror cái điện thoại lên con mắt để chúng tôi xem hình ở đây. À, nghe thấy chất lượng không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ review cái món đầu tiên, cái studio mới là cái máy hút bụi đời mới nhé. Cái góc đầu tiên thì nó hơi xa so với cả cái vị trí này, cho nên là tôi định dùng cái mic không dây nhưng mà sờ vào nó hết pin, chán. Thế là thôi thì tôi lại setup một cái góc gần để chúng ta mở hộp cho nó rõ ràng nha. Giới thiệu với anh em, trên chân tôi đây là cái máy hút bụi Unix Free A7 Ultra, là một cái bản nâng cấp của cái máy hút bụi mà lần trước tôi review là Free A7. Cái máy hút bụi này hiện tại bản trước hiện tại cũng đang bán ở TTG Shop và được nhiều anh em đón nhận, thì họ ra tiếp với cái bản này nâng cấp một chút ở cái chỗ chỗ nào thì chúng ta vào xong chúng ta xem nhá. Đầu tiên là thấy cái hộp nó chặt hơn rồi này. Cái bản nâng cấp này là một cái bản nâng cấp nhẹ, cho nên là toàn bộ máy thì nó vẫn gần như nhá là giống hệt với cái cũ về công suất và thiết kế. Đây là phần máy, nhưng có một điểm khác biệt duy nhất, đó là ở đây nó có thêm hai cái chấu lấy điện. Ở bản trước cũng có nhưng mà chúng ta không có cái đầu nối ở đây. Cái chỗ này nó sẽ lấy điện từ trong này. Đấy, đây là động cơ nhá, thì khi chúng ta cắm pin vào đây thì đây là điện sẽ ra động cơ để hút, còn ở đây nó có hai cái chấu điện để ra cái chấu đằng trước này để làm gì thì tí nữa chúng ta sẽ biết. Đấy, ở trên trên cái hộp đựng bụi này thì nó có thêm hai cái chấu này. Ở bản trước nó sẽ không có hai cái chấu tiếp điểm này để tiếp điện sang cái thằng này. Đấy, thì cái thằng này nếu mà chúng ta mở sâu vào bên trong như thế này chúng ta sẽ có thể thấy cái tiếp điểm này nó có một dây điện dẫn vòng vào đây lên đằng trước này. Đấy, cái mục đích nó có hai cái tiếp điểm này đó là bởi vì cái này. Đấy, đây là cái đầu hút bụi bổ sung loại mới của cái Free A7 Ultra này. Bản Ultra nó sẽ có thêm cái này. Cái này để làm gì? Để xoay cái này. Đấy, cái tác dụng của cái xoay này nó sẽ giúp đánh bật những cái thằng bụi bẩn có ẩm, có độ ẩm, ví dụ như là cơm ướt, cơm dính, thì cái này nó sẽ quạt cho nó rời ra trước, bắt đầu cái lực hút của máy hút bụi bắt đầu nó mới hút vào. Vì như cái máy hút bụi trước ấy, thì nếu mà tôi hút những cái đồ khô thì không sao, đi rất là ngon lành, nhưng mà nếu mà dính phải cơm của cháu chun và vãi trên sàn ấy thì là khó khăn, là phải lấy giấy để nhặt những cái hạt cơm đấy đi, bởi vì là cái hạt cơm này nó có độ dính, nó sẽ dính ở trên cái mặt sàn và làm cho cái máy hút bụi dù lực mạnh đến đâu nó cũng khó có thể nhấc được hạt cơm đấy lên. Là để giải quyết cái vấn đề đấy thì thường là tôi sẽ phải di đi di lại như thế này để cho cái những cái bụi nó bám ở trên cái chổi này nó bao lấy hạt cơm và làm cho nó mất cái dính với cả mặt sàn đi, thì lúc đó cái máy mới có thể hút được. Nhưng mà làm như thế thì cái hạt cơm thì trong quá trình di đấy nó sẽ bết xuống mặt sàn và làm cho sàn càng bẩn hơn. Đấy, thì cái chổi bổ sung này nó rất là ngon lành ở chỗ những cái như thế. Bây giờ chúng ta lắp vào thử nhá. Lắp lại cái này. Anh em nhớ là khi lắp cái này trên này nó có cái cữ nhá. Ba cái vấu này có độ rộng khác nhau. Chúng ta phải đặt đúng vấu. Đấy, đặt đúng vấu nó mới xuống. Lõi lọc HEPA. Động cơ. Khoan nó lại. Lắp nó vào thân máy.
toàn bộ cái phần ngoài cái phần dây điện ra thì cái này toàn bộ là giống hệt con Freea 7 nhá, toàn bộ là giống hệt từ công suất cho đến pin, tất cả đều y như vậy, không có gì thay đổi cả. Cái việc bổ sung cái dây dẫn sang đằng này này thì nó sẽ giúp cho cái này quay thêm. À mà ngoài ra nhá, ở phía trên đằng đầu này này nó còn có bốn cái đèn led để chúng ta lúc gì này chúng ta sẽ soi bụi ở dưới chân, giống như con máy hút bụi gì ấy nhỉ, đi sơn giống con đi sơn, nhưng mà tất nhiên con đi sơn nó là mười mấy triệu cơ, thì nó là dùng đèn laser, còn ở đây thì chúng ta chỉ soi sáng nhìn cho dễ thôi chứ không phải là dùng đèn laser để soi thấy những cái hạt bụi lợn cợn được nha. Cái này máy này nó cũng rẻ hơn khoảng 10 lần. À cái bánh xe này nó cũng có sự thay đổi nhá. Cái bánh trước thì nó rất là bé và khi đẩy trên mặt sàn nó sẽ kêu cạch, nó vì nó bé mà. Nhưng mà cái bánh này nó đã thay đổi, nó làm hai cái bánh đỡ này cực kỳ to, quay rất là êm. Cái chổi này có thể tháo ra vệ sinh được bằng cái lẫy ở đây này. Đấy, gạt cái này ra, nhấc cái này ra, nhấc cái chổi ra. Thôi tôi không nói đến cái chổi nữa, cắm thử vào luôn. Đây, anh em nhìn này, trên cái cần này nó có hai cái chấu điện, hai cái chấu lấy điện. Cái ống của nó cũng thế. Đâu rồi, ống nối dài. Đây, cái ống nối dài này nó sẽ là cái phiên bản khác so với cái ống đỏ kia. Cái ống nối dài này nó cũng có tác dụng lấy cả điện, nó phải lấy được cả điện để nó kéo dài ra. Ống này là bằng nhôm anode, nhôm anode hóa màu xám, trông rất là hiện đại. Đó, em thấy không? Trông màu nó rất là phù hợp với thằng này. Nó không phải là cái màu tông màu đỏ như cái ống kia nữa. Và bây giờ vì là cái không gian camera có hạn nên tôi không lắp cái ống đấy, tôi lắp thẳng cái này nhá. Ai, nhân tiện phút đệm luôn. Đây, anh em nhìn lại. Thấy không? Cái chổi nó xoay. Tít thò lò. Đấy, đèn sáng. À, khi chúng ta hút sẽ như này. Đấy, thấy không? Máy này nó sẽ đánh. Đó, anh thấy quay không? Được không? À, còn một cái nữa nhá, đó là cái thiết kế của cái thằng đầu hút mới này này. Nó sẽ giúp chúng ta có thể đẩy nó trên sàn một cách thú vị hơn. Anh em ra xem tôi nhá. Bây giờ tôi sẽ mang nó xuống sàn để thử. Rồi, tôi đã lắp cái cần này vào. Và bây giờ đây là tiếng đẩy này. Anh em thấy không? Rất êm, êm hơn nhiều so với cái trước. Rồi, tiếp theo tôi sẽ thử nghiệm hút cái sàn này. Cái sàn này thì từ lúc chuyển lên stream đây tôi vẫn chưa lau dọn lần nào. Nên thôi nhân tiện đây review cái máy hút bụi. Thì kia có một cái máy hút bụi mini kia, nhưng mà nó là cái máy hút bụi ô tô tôi được tặng. Nên là dùng nó chỉ để hút bàn phím thôi. Còn bây giờ tôi sẽ dùng cái thằng mới này để thử xem nó hút bụi nó dài đến đâu. Hãy xem đây. À, anh em thấy chưa? Cái đèn này nó cao nhất. À xin lỗi anh em, đây là cái chăn. Nhờ cái này chúng ta có thể soi được ngóc ngách bụi. Đây là, bây giờ làm sao để luồn vào đây đây. Vướng rèm, không chơi được rồi. Đỡ dặm trần hả? Cá nhân tôi thấy là cái bản này nó máy nó sẽ êm hơn bản trước anh em ạ. Êm hơn. Là phòng cũng không nhiều diện tích một phút đâu. Thank you.
Đây là tất cả lượng bụi mà tôi vừa hút được trong cái sàn này. Đấy, mới một lần hút nó đã trông tẩm đậm này rồi. Nhưng mà công nhận là ui rồi chết rồi, lên đệm rồi. Ngoài cái việc là nâng cấp về những cái đấy thì những cái đầu này, những cái đầu hút phụ này nó cũng có sự cải tiến. Ví dụ như anh em thấy ở đây, nó là cái đầu hút đệm giường, à tí hút đệm luôn giường luôn nhỉ. Đầu hút đệm giường, đầu hút này nó được cải tiến trông có vẻ cứng cáp hơn. Và hình như là nó còn xoay được cơ. Thử xoay nhá. Đây, nó xoay được như này. Thực ra thì cái này nó cũng không hẳn là cải tiến mà nó thay đổi một tí về skin. Tức là trước thì cái này trông nó phẳng phẳng, bây giờ họ đã khía rãnh này trông đẹp hơn. Mỗi thế thôi, không có gì cả. Đây, còn cái thằng này, cái thằng hút góc. Xem có gì cải tiến nhá. Thằng hút góc này thì cải tiến thật. Ở cái bản cũ thì nó chỉ có cái này thôi. Thì bây giờ chúng ta có thêm cái này. Trượt lên nó sẽ thành đầu chổi. Ở đây nó có cái lưỡi gài. Ấn pịch vào cái là được. Đó, thì nó sẽ giữ. Đấy, muốn tháo ra thì chúng ta kéo cái này xuống. Thế nào nhỉ? À, bấm vào đây để tháo. Đó. Thế thôi. Đấy là những cái cải tiến thêm. Còn lại thì bên trong nó vẫn vậy, không có gì mới. Gì đây? Đánh giá 5 sao trao quà tặng à, cái này để đánh giá 5 sao Shopee. Đó. Hết. Đó là toàn bộ những cái gì về cái máy hút bụi Free A7 Ultra. Thì cái sản phẩm này nó đắt hơn cái kia một chút nhờ vào cái này. Đây là toàn bộ cái phần đắt hơn của cái máy hút bụi này so với cái kia. Đấy, anh em thấy chưa? Về pin thì vì cái con này nó sử dụng công suất hút y hệt như con máy cũ, cho nên thời lượng pin thì nó cũng y như máy cũ, là hút liên tục được khoảng 20 phút. Tất nhiên nó có thêm một chút ở đây, đó là nó sẽ lấy thêm điện ở chỗ này cho cái chổi. Nhưng mà cái việc lấy thêm điện này sẽ giúp chúng ta hút bụi nhanh hơn, cho nên là có thể nó sẽ chưa chắc nó đã kém hiệu quả hơn so với cái kia, nó sẽ ăn thêm điện so với cái kia. Bởi vì là cái kia khi chúng ta không có cái đầu chổi lăn này thì chúng ta sẽ phải đẩy đi đẩy lại thêm thời gian để mà hút một cái chỗ rác nó hơi bị dính. Thì cái này thì không cần, cái này thì nhờ có đầu chổi cho nên chúng ta là chỉ việc đẩy một phát thôi là nó hút hết. Ok chưa? Cho nên tôi nghĩ là cái con này nó sẽ được tương đương con kia, cùng lắm là giảm đi mất khoảng 2-3 phút do điện cấp cho cái này. Bởi vì điện cấp cho cái này nó cũng ít thôi, không quá nhiều. Cứ cho là 15 phút đi. Bây giờ còn khoảng 15 phút đi nhá. Thì con máy này vẫn là rất ngon. 15 phút quét dọn liên tục cho một lần sạc. Ok. Nếu chúng ta cảm thấy 15 phút không đủ thì chúng ta có thể đặt mua thêm một viên pin này, hoặc dùng luôn cái viên pin của máy cũ lắp sang đây để chạy hai cái nhá. Video review sản phẩm máy hút bụi Unix Free A7 Ultra đến đây thôi. Cũng giới thiệu với anh em cái mặt bằng review sản phẩm tại nhà nhá. Cảm ơn anh em đã theo dõi, bye bye anh em.